U A gì? O I à? Thế chưa? Có à? Không thích. Này là được cái gì? Này đúng không? Cái gì? Rồi. Chạy nhá. Quên mất. Em chưa bật đi lúc tu. Rồi. Ông tên là gì? Cái gì Quang? Tu lâu ở cây sai sao tu lâu ở cây đập cây sai ok bỏ qua đi cái này tí nữa học là chuyển chuỗi từ ký tự tất cả mọi ký tự về ký tự thường. Năm ký tự nguyên âm, một này, hai này, ba này, bốn này, năm, đúng không? Không, không nhận hoa. Được chưa? Đây là bài đầu tiên của chúng ta. Vòng lặp why. Chúng ta mới học why do why rồi đúng không? Rồi, tiếp tục chữa bài này theo vòng lặp for. Chúng ta có hai loại vòng lặp for. Vòng lặp for nhé, chúng ta có hai loại, for tiến và for lùi. Vòng lặp for của chúng ta sẽ có như sau. Cú pháp sẽ như sau. For và y bằng giá trị khởi tạo. Tôi để bằng 0 này. Sau đó là y nhỏ hơn a.len. Tức là đây là cái điều kiện thỏa mãn. Sau đó y sau khi thực hiện xong một vòng lặp y sẽ cộng cộng. Và trong này tôi sẽ có câu lệnh như sau. Tôi bê nguyên cái if này lên, vứt lên trên này. Và tôi sẽ bỏ cái mới này đi. Kết quả nó sẽ tương tự. Chạy thử cái đấy nhá. Đúng không? 5 ký tự nguyên âm. Rồi. Thì ở đây logic của cái phần này, có ai ở đây không biết cái vòng for này? Biết hết rồi gì? Thế thôi phải dạy nữa, đỡ mệt. Thế, tôi nhắc lại một tí nhá. Thì cái vòng lặp for này này thì nó sẽ có logic như sau. Đầu tiên là biến khởi tạo. Được chưa? Đây là cái số index của vòng for. Các bạn có thể bắt đầu bằng bất kỳ số nào và tự điều chỉnh nếu muốn. Tiếp theo là điều kiện. Điều kiện đấy nhá. Nếu vòng lặp đầu tiên chạy cái điều kiện này thỏa mãn thì cái vòng này được chạy một lần. Sau đó cái y này sẽ được cộng cộng lên một đơn vị. Và lại vòng ngược lại. Cái vấn đề là điều kiện này nếu còn thỏa mãn thì lại chạy vào rồi y lại cộng lên. Cho đến bao giờ cái điều kiện này không còn được thỏa mãn nữa thì bỏ qua cái dòng này chạy dòng dưới. Được chưa? Thì đây nó là cái đầu tiên là biến khởi tạo, so sánh điều kiện. Và đây là hành động sẽ được thực hiện sau cái sau tất cả các câu lệnh ở trong này. Được chưa? Đấy là logic của nó. Đói quá. Chúng ta có hai loại vòng lặp for. Loại vòng for hiện tại của chúng ta là vòng for tiến. Chúng ta có thể là có loại vòng for khác nữa, đó là vòng for lùi. Ví dụ chúng ta sẽ có y bằng a.len trừ 1
Và y sẽ thỏa mãn cái điều kiện khi y nhỏ hơn hoặc bằng mấy? Không. Và y ở đây sẽ trừ trừ. Và chúng ta lại chạy cái kết quả như vậy. Cái này nó khác với cái kia ở chỗ là nếu như bình thường y cộng thì nó sẽ chạy từ ký tự đầu tiên cho đến ký tự cuối cùng. Còn như thế này nó chạy ngược lại từ ký tự cuối cùng về ký tự đầu tiên. Kết quả chúng nó gần như là như nhau. Tuy nhiên có một cái nhắc nhở ở đây cho chúng ta như sau. Khi chúng ta sau này chúng ta sẽ có những cái chức năng đó là phải xóa một phần tử ở trong mạng. Nhớ nhá. Sau này ví dụ như tôi quái oang lên, tôi yêu cầu chúng ta xóa hết tất cả các ký tự nguyên âm ở trong mạng, ở trong chuỗi này đi, thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Hoặc là ở trong mạng, đặc biệt là trong mạng thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Sẽ như sau này. Khi mà thực hiện tìm các phần tử ở trong mạng này, thì chúng ta tìm bằng vòng for nào cũng được, đúng không? Nhưng mà khi thực hiện xóa một phần tử trong mạng mà cần thiết phải sử dụng trong vòng for thì chúng ta bắt buộc vòng for lùi. For lùi tức là for trừ trừ để thực hiện cái việc xóa một phần tử trong mạng hoặc trong chuỗi. Biết vì sao? Vì sao? Thử đoán nào. Chúng ta lưu ý này. Ví dụ chuỗi của tôi sẽ có chuỗi gốc là 0 9 6 5 7 2 1. Ví dụ như này. Đây là một cái chuỗi đoạn được. Tôi biết linh tinh không? Được chưa? Bây giờ ở trong này tôi yêu cầu xóa hết tất cả các số là số lẻ. Thì bây giờ chúng ta sẽ xóa, thực hiện xóa cả bằng cách xuôi những cách ngược xem như nào này. Đây index là mấy? Phần tử của index là mấy? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Như này đúng không? Đúng chưa? Tiếp theo này. Nếu bây giờ chúng ta thực hiện for tiến, vòng for tiến, vòng for đầu tiên vào phần tử này, đúng chưa? Có phải số lẻ không? Không, bỏ qua đúng không? Lúc này y bằng mấy? Y bằng 0, đúng chưa? Next đến đây là y bằng 1, đúng chưa? Có phải số lẻ không? Có đúng không? Xóa phần tử này. Đến lúc đấy index từ số 6 sẽ dồn từ 2 về 1, đúng chưa? Và y lúc này có cộng lên không? Có, thì y sẽ đến lúc này nó sẽ bằng 2 vào đây, đúng chưa? Y bằng 2 vào đây. Sau sao nữa? Cái số này hiện tại index nó sẽ dồn về 2, về 3, về 4 và về 5, đúng chưa? Thì y bằng 2, lúc này y nhảy bằng 2 đúng không? Thì lại nhảy vào số 5 và nó không bắt vào số 6, bởi vì nó đã qua cái index số 1 rồi. Chính xác chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ là số 2 kiểm tra cái năm này. Cái năm này có phải số chẵn à, số lẻ không? Có đúng không? Xóa luôn. Đến lúc đấy thằng này về 2, thằng này về 3, thằng này về 4, đúng chưa? Index nhảy lên mấy? 2. Thì đang index đang ở 2, bây giờ index nhảy lên mấy? 3, đúng chưa? Bỏ số này à, số này được bỏ qua mà, được chưa? Thì như vậy chúng ta sót cái chính xác không? Nếu trong trường hợp chúng ta xóa một phần tử mà index của nó bị dồn xuống khi mà bị xóa thì sao? Hai cái số lẻ liền nhau sẽ bị sót, đúng chưa? Đúng không? Hiểu vấn đề chưa? Thứ nhất tôi loại bỏ cái tình huống nếu mà xóa phần tử trong mạng đi thì xóa bằng chiều xuôi sẽ chết, lọt một cái là chết rồi, đúng không? Tiếp tục tôi reset lại cái mạng của tôi. Rồi, bây giờ tôi xóa cho trùng hợp. Index ban đầu sẽ bằng mấy? Y ban đầu sẽ bằng mấy?
6. Đúng chưa? Chạy ngay vào thằng này, index đây là 6 5 4 3 2 1 0. Chính xác chưa? Index bằng 6. Có thỏa mãn không? Thỏa mãn, xóa. Thằng này có bị thay đổi không? Index có bị thay đổi không? Không. Y lúc này còn số mấy? 5. Rồi 5. Kiểm tra thằng số 2 này có thỏa mãn không? Không. Y xuống 4. Thằng này vẫn giữ nguyên đúng không? Rồi, tiếp theo. Thằng này có dính không? Có. Xóa. Thằng này xuống 4, thằng này xuống 5. Nhưng mà index nhảy xuống 3. Được chưa? Bây giờ kiểm tra tiếp thằng này có thỏa mãn không? Có thỏa mãn không? Có, lại xóa. Thằng này xuống 3, thằng này xuống 4. Đúng chưa? Nó cứ dồn từ trên xuống và chúng ta không bị có sót nào này. Được chưa? Cái này là tôi bị chết mấy lần vì cái tội làm kiểu như thế này. Xóa, xóa dọc, xóa xuôi, thấy sót thì bắt đầu phải làm lại. Được chưa? Đấy là về cái những cái xử lý về vòng lặp for tiến for lùi do while. Còn ai thắc mắc gì không? Tiếp tục. Bây giờ gọi mỗi thằng một lần để xóa bạc. Mình xóa nhiều mỏi tay không? Đây. Được chưa? Chúng ta đã tổng kết lại này. Chúng ta học từ đầu bắt đầu từ JavaScript đến giờ chúng ta học những cái gì? Biến này. Kiểu biến này. Vòng câu lệnh dễ nhánh XL, Free K này. Đúng không? Vòng lặp. Được chưa? Bây giờ đến cái gì? Theo các bạn sẽ đến cái gì? Chuẩn. Hạn. Mảng chưa? Mảng cứ thông thả. Rồi chúng ta sẽ chuyển sang về hàm. Tạo file mới. Hàm chấm HTML. Hôm trước tôi có demo cho các bạn về cái vấn đề là cái biến là cái gì. Bây giờ theo các bạn thì hàm nó là cái gì? Các bạn chắc chắn là học rồi đúng không? Các bạn hàm là cái gì? Hàm là cái gì? Cái gì nó gần với cái hàm này? À, hàm là gì? Theo hiểu hàm là gì? Hàm là một chữ chỉ quan. Kinh thế. Cái gì nghe kinh thế, nó nói cái gì nó giống tiếng người đấy nhở, đừng nói cái kiểu là tiếng máy móc của bệnh kinh lắm, hàm là một chương trình con, như nào là một chương trình, nó không còn cách giải thích nào khác à? Quang trên học rồi mà ở trường kiểu gì học rồi đừng lừa rồi hiểu nhưng mà cái mô hình là học ấy à, quang dưới là quang bé à, cho em nó là một cái phép tính gì đấy thôi sai quang ngồi dưới tên là gì nó quên tên rồi ở Khánh biểu thức giả định sao à, cái tên Đức đúng không? Ờ, Đức đẹp trai, trai lọ. Hàng công việc thực hiện công việc nhất định trong chương trình. Không làm trong mê. Cái gì mà không làm trong mê? Không làm. Ở đây là gì có mê nào? Nhầm. Ra bà. Nói trang, có cái giải thích ngắn hơn không? Chương trình là gì? Hàm nó không cần output, à không cần input. Mà hàm cũng có những cái nó không cần input, à không cần output luôn. Bạn ngồi dưới à? Tên là gì nhỉ? Giang. Ờ, Giang. Hàm là gì?
làm cái gì đấy. Hàng là các lệnh để thực hiện cái gì đấy. Hàng có lệnh là gì vậy? Hàng muốn biết có hàng là gì? Bán mới đây là người đấy. Trên tháng. Ờ, theo tháng hàng là gì? Dưới xăng. Tôi chỉ hỏi hàng là gì thôi. Hả? Rồi. Hàng. Thứ nhất, hàng phải thỏa mãn cho tôi hai tiêu chí. Hàng nó có tên. Tiêu chí thứ hai, hàng là một tập hợp các công lệnh. Hết rồi. Theo các bạn, tại sao phải sinh ra hàng? Để nhai. Chính xác. Sinh người ta sinh ra khái niệm hàm số, hàm. Đây là để sẽ có những câu lệnh mà chúng ta phải dùng đi dùng lại rất là nhiều lần. Đúng không? Nhưng mà chúng ta không muốn làm cái việc đấy. Thế cho nên là chúng ta sẽ có thể là tập hợp nó lại và đặt cho nó cái tên. Và dùng đi dùng lại rất nhiều lần. Từ 2 lần trở lên là nhiều rồi. Thế là đã có thể tạo thành hàm rồi. Và hãy lưu ý những cái, các bạn lưu ý này, những cái đoạn code nào ấy, đây là một kinh nghiệm thôi, tôi chia sẻ qua thôi. Những cái đoạn code nào của các bạn mà nó thực hiện một chức năng mà nó rơi vào tầm từ 20 dòng trở lên thì cái chỗ đấy có khả năng viết được hàm. Nhớ nhá. Nếu mà một công việc nào đấy của các bạn mà có thêm một cái đoạn code bất kỳ đâu mà các bạn thấy nó dài hơn 20 dòng, từ 20 dòng đổ lên, thì có khả năng cao ở cái chỗ đấy chúng ta có thể chia thành một cái hàm hoặc hai cái hàm nào đấy để thực hiện được. Được chưa? Thực hiện hàm thứ nhất là để dùng đi dùng lại, cái thứ hai là làm code của chúng ta nó sạch hơn. Không nhỉ? Rồi. Ở trong PHP của chúng ta, à quên nhầm. Trong JavaScript của chúng ta, hôm nay bị lẫn giữa PHP và JavaScript, thì chúng ta khai báo hàm bằng câu lệnh là function. Sau đó là tên hàm, ví dụ hàm summary. Tiếp theo là đóng mở hoặc tròn. Trong cái hoặc tròn này sẽ chứa tham số. Và đóng mở hoặc nhọn. Thì cái việc này người ta gọi là việc định nghĩa hàm. Được chưa? Giống như kiểu là cái mặt của chúng ta có cái hàm răng á. Nhưng mà chưa dùng. Bao giờ ăn thì mới dùng. Hoặc là nói thì mới dùng. Còn lại, còn hiện tại là cái hàm là cứ nằm im đấy thôi. Được chưa? Thì trong cái hàm này chúng ta có thể là nhận tham số, ví dụ như biến số A, số B. Và ở đây chúng ta sẽ là thực hiện console.log ra cái số A cộng số B như này. Được chưa? Đây là việc định nghĩa hàm. Tiếp theo, chúng ta muốn cái hàm này nó được chạy ấy, thì chúng ta phải có một cái khái niệm đó là gọi hàm, call function, call ấy, call ấy, thì chúng ta sẽ có là summary, úi giời ơi, summary đóng mở ngoặc, truyền tham số nếu cần. Ví dụ như này là cần tham số này, thì chúng ta truyền vào, ví dụ 5.9. Đến lúc này thì cái số A sẽ bằng 5, số B sẽ bằng 9 và thực hiện. Mình lại để mặc định, trình duyệt mặc định là Chrome ở Safari rồi. Thì ở đây chúng ta sẽ console log ra là 14.
Đố các bạn biết ở trong JavaScript có mấy loại hàm? Theo các bạn có mấy loại hàm? Trong JavaScript của chúng ta có hai loại hàm chính. Hai loại nhá. Loại hàm đầu tiên thì loại hàm đầu tiên là hàm có định danh. Hàm có định danh, đây là một loại hàm định danh. Tức là hàm có tên. Được chưa? Loại hàm thứ hai của chúng ta nó là hàm gì? Hàm vô danh. Anonymous function. Ví dụ hàm thế nào là gọi là hàm vô danh? Tôi giới thiệu cho các bạn thêm một cái nữa luôn. Ví dụ như sau. Chúng ta có set timeout function. Khoảng 2000. Các bạn cứ viết giống như tôi đi. Ở trong này chúng ta sẽ viết như sau. Document chấm write hello world. Đây là vô danh. Viết ngược. Document write. Đây chơi xong chưa? Các bạn nữ có nhìn thấy gì không? Ngồi dưới có nhìn thấy gì không? Các tác dụng của nó là gì? Hai giây sau nó mới hiển thị đúng không? Đừng quan tâm đến cái việc chuyện hay là hai giây sau. Quan tâm đến cái trọng tâm của chúng ta ấy, cái hàm này này. Này này. Không? Đây là một hàm đúng không? Và nó sao? Không có tên. Hàm này thường thường người ta sẽ gọi với cái tên rất thân thương, người ta gọi là côn bách. Côn bách. Biết gì không? Côn bách. Cái hàm này là ý nghĩa của nó như sau. Thường thường các hàm vô danh đều là hàm callback cả. Ý nghĩa sẽ như sau. Cái set timeout này các bạn thấy nó đóng ngoặc ngoặc không? Nó phải là hàm không? Nó là hàm chứ. Đúng không? Các dấu phẩy cách nhau giống như ở trên này thì nó là gì? Tham số. Đúng không? Thì ở đây thay cho cái việc là truyền tham số vào, chúng ta truyền thẳng một cái hàm vào trong. Thì là ý nghĩa của hàm set timeout là như thế này. Set timeout ý nghĩa của nó là set thực hiện một cái hành động nào đấy sau x mili giây. Đây là mili giây. 1000 mili giây bằng 1 giây. Được chưa? Thì ở đây tôi có 2000 là sau 2 giây thì sẽ thực hiện cái hành động được định nghĩa ở trong cái hàm callback kia. Được chưa? Đấy đó là ý nghĩa của hàm vô danh và ứng dụng của nó. Chúng ta sau này còn làm quen với cái này nhiều lắm. Cực kỳ nhiều. Được chưa? Tiếp nha. Tiếp theo với hàm có định danh thì chúng ta lại chia ra làm hai loại nữa, là hàm không return
và hàng có return. Ví dụ như cái hàng summary kia của tôi là hàng full return kìa. Được chưa? Còn hàng có return là nó khi sau khi thực hiện việc gọi cái hàng rồi thì nó sẽ trả lại một cái giá trị nào đó cho những cái biến ứng không chuẩn. Chạy rồi, nó leo trên cái cột đi kìa. Được chưa? Thường thường những cái hàng mà không return thì nó sẽ thực hiện cái việc là tác động thẳng cái một cái chức năng nào đấy. Ví dụ như trong JavaScript nó có thể tác động thẳng lên màn hình một, hoặc là console log, hoặc là làm một cái gì đấy thẳng luôn trên màn hình, tác động chạy luôn. Còn hàm có return nó sẽ là một cái bộ công cụ để cung cấp những phép tính toán hoặc là thay đổi giá trị cho một cái sự kiện hoặc là một cái yêu cầu nào đó, thì đấy là hàm có return. Và thường thường khi hàm mà có return ấy, trong hàm nó sẽ biết cái từ return, và cái khi mà chúng ta code một cái hàm có return thì chúng ta sẽ thường thường là có một cái biến ứng. Đây là ví dụ tôi biết là var receive, nó sẽ bằng ví dụ summary của 10 và 5. Cái hàm summary này tôi đã return bằng a số a cộng số b, thì đến lúc đấy là sau khi thực hiện xong thì cái receive này sẽ bằng 15. Được chưa? Cái này chắc không sao lạ đến các bạn cả. Đấy, hết về hàm. Sao mà thắc mắc gì không? Khi nhỏ giỏi nhỏ. Cái gì đâu vậy thắc mắc? Làm nhiều quá rồi. Rồi ok, chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo để demo luôn. À, trước khi demo thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn như sau. Ví dụ tôi có một cái input time number đi. Đúng chưa? Tôi sẽ có cái cột là ID của nó bằng là số A. À không. Take đi. Input time take. Đây là target. Được chưa? Và ở dưới chúng ta có cái button. Button time button đi. Được chưa? Chúng ta sẽ có một cái trò như sau. Các bạn còn nhớ cái việc hồi trước hình như các bạn còn nhớ cái đợt trước là cái selector đấy trong CSS rồi. Ok. Các bạn biết giống tôi rồi đã. On click. Chúng ta sẽ có function. Function là nguyên âm là gì nhỉ? Tiếng Anh là gì nhỉ? Check nguyên âm đi. Không biết cái từ đấy tiếng Anh là gì. Như này. Được chưa? Check nguyên âm thì chúng ta sẽ có on click gọi đến cái sự kiện là check nguyên âm, đóng một ngoặc. Là click me. Ở đây tôi tiến hành thực hiện là console.log ra something. Đấy, comment cái hàm này vào. Nhìn này có hiểu gì không? Hiểu gì? Đúng rồi. Rồi chúng ta chạy cái. Đây click me nhá. Được chưa? Ý nghĩa của nó là như sau. Tôi set sẵn một cái sự kiện cho cái thẻ HTML này. Được chưa? Đây là gọi là sự kiện này. Cái thuộc tính này là thuộc tính sự kiện trong HTML nhá. Chúng ta có rất nhiều sự kiện, tí nữa tôi sẽ bắt các bạn tìm hiểu sau. Nhưng mà chúng ta đến với sự kiện đầu tiên là on click, đúng không? On click tức là click vào, dí con chuột vào bấm, đúng không? Và tôi gọi ra một cái dòng lệnh là check nguyên âm, đóng ở ngoặc. Đây gọi là việc là call hàm, đúng chưa? Thì ở trong này, trong cái hàm check nguyên âm của tôi định nghĩa ra thì nó sẽ có cái là dòng lệnh là console log ra something. Được chưa? Thì ở đây khi mà kích vào thì cái hàm, những cái code nằm trong cái hàm này sẽ được chặn. Xong chưa? Bây giờ tôi sẽ có một cái yêu cầu như sau và tôi sẽ demo trước. Ví dụ tôi có một cái var value chẳng hạn bằng document
là tài liệu đúng không? Chấm get element by id là target. Chúng ta nhìn đến cái bạn input này có cái id đúng không? Nó map với cái này đúng không? Cái chữ get element không có sc đúng nhá, đừng nhầm lẫn nhá. Được chưa? Đây là tương đương cái việc là tôi xác định được cái thẻ input trên trang HTML. Được chưa? Sau đó tôi tiến hành là chấm value như này. Sau đó tôi tiến hành là console.log ra cái value kia. Xem nhá. Kinh mi, không có gì xảy ra đúng không? Có cái dòng lệnh này nhưng nó trắng. Được chưa? Đây là thiện th. Kích. Được chưa? Trang là cái gì Trang? Lưu Quỳnh Trang. Kích. Được chưa? Là chúng ta xác định được cái thẻ input ở trên giao diện của mình bằng cái ID của nó, bằng cái ID của cái thẻ input ấy. Sau đó chúng ta chấm value là chúng ta sẽ lấy hết tất cả những cái gì mà nó đang viết ở trong cái thẻ đấy ra ngoài. Việc tiếp theo của chúng ta là tôi đã lấy cái value sẵn rồi này. Bây giờ thực hiện cái việc là đếm số lượng nguyên âm có trong value kia. Làm luôn.
Xong chưa? Không chạy. Không chạy thì rõ nào rồi. Sai là sai như nào? Sai phải tìm ra lỗi đi, bật kép 12 lên. Y bằng kali. Đấy lúc nào mới bằng được? Trong khi đó đang cao tổng cộng thì là tương đương được gì? Vậy bây giờ là bên kiểm tra thấy bệnh tại tắt rồi không tắt được. Cắt chân đúng rồi đấy. Xuyên cái gì kìa? Đâu rồi? Thế thì nào thì kịp lại. Tại trong góc. Đi qua cái máy dựng phải phải đâu? Đây là một cái ở đây. Thì đó là dưới AC. Đây. Ừ. Ừ. Giỏi rồi. Quên. Hai số đúng cái gì? Đúng rồi gì nữa? Em đếm đi. Anh kết quả này. Nghĩ quân khỉ. Xong
qua đúng không? Nó không bán được đâu. Ai thấy chưa? Không đâu. Đi nhầm. Được chưa? Rồi. Chắc không phải chữa này. Ẩn chưa? Dùng bài được lại. Cái gì nhảm nhí gì đấy? Giống bài nguyên âm lúc nãy. À, giống bài lúc nãy. Khổ, dịch mãi bây giờ. Ông dùng từ sau không được dùng từ địa phương nhé. À, bây giờ không được dùng giọng địa phương nhé. Tôi không hiểu đâu. Rồi, tiếp tục nào. Tiếp tục túc tiệp. À, bây giờ chúng ta có thêm hai thứ. Cái thứ nhất, chúng ta có cái thuộc tính sự kiện trong HTML. Đúng không? Chờ nước lốt đã. Cái thứ hai là chúng ta có thể xác định được một cái thẻ bằng JavaScript. Đúng nhá? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ sang phần ngay tiếp theo, đó là event. Search cho tôi HTML event. Ờ, thế nó mới hay. Ờ. HTML event này này. Sự kiện trong HTML vào cái trang V3 School ấy. Rồi, bắt đầu đi. À, Đức đâu nhỉ? Có thể đăng vào GFM được. À nhầm. HTML event attribute. Đức tìm hiểu cho tôi về nhớ tên nhá, để tí trình bày. Đức tìm hiểu cho tôi về onload là một này. Mỗi người đã tìm hiểu khoảng 2-3 cái. Onload là một này, ghi vào. Rồi, onerode là hai này. Erode. E, đây này. Được chưa? On resize là 3 này. Ừ. Rồi. Người tiếp theo, Trang. Trang tìm hiểu cho tôi về on train, on blur, on focus. Được chưa? Bạn dưới tên là gì nhỉ? Ông tôi tặt bị quên tên ông ơi. Ờ Giang. On select và on submit. Được chưa? On search nữa. Nha, ba cái. Tiếp tục. Chấp cả hai thằng Quang tìm hiểu cho tôi về key down, key press và key up. Hai thằng Quang. Được chưa? Bạn bên kia tên là gì nhỉ? Quên rồi. Lại Giang. Hai Quang, hai Giang. Lớp này có đứa nào tên là Mai không? Giang, Giang đẹp. On click, on double click, on mouse down, on mouse move. Mouse và mouse over. 1, 2, 3, 4 và 5. Bởi vì những cái này nó dễ. Được chưa? Khánh. Khánh đúng không? On mouse out. Mouse up. Rồi còn bạn dưới đúng không? Bạn dưới lại quay ngược lên trên. Bởi vì những cái dưới không hay dùng lắm. Lại giống Trang, on erode, on load. Trang như nào thì bảo nó thế nhá. Đọc lại cho nó, tôi quên rồi. À thằng này thì Đức bảo thằng cu ngồi dưới, bạn tên là gì nhỉ? Ờ, bảo thằng Thắng phải làm những cái gì thì bảo nó. À, Trang bảo bạn nữ ngồi ngoài. Nhá, những cái hàm nào thì bảo nó. Giang to bảo bạn nữ ngồi trong.
nhá. Xem là phải làm những cái gì thì bảo bạn ấy. Tôi cho các bạn 20 phút. Sau đó thì mỗi người sẽ trình bày luật của mình. Thứ nhất, tìm hiểu cho tôi xem là cái hàm này dùng được cho những thẻ gì. Được chưa? Thứ hai, dùng để làm gì? Và nghĩ cho tôi một cái ví dụ. 20 phút có đủ không? 20 phút. Bây giờ là 7 giờ 5 cho đến 7 giờ 25. Thế mới khó, thế mới cần phải tìm hiểu. Dùng để làm gì? Thế nào xong chưa?
Không được. Không ai thèm cái bàn nhau à? Tự tìm hiểu đi. Em thì nó khác về bàn sao đấy. Ai biết là như nó giỏi hơn mày. Hỏi bắt wifi đi. Sinh viên tên bác, em lên tên hoa, tên đi hai. Tập tiếng Việt. Hỏi chưa? Tên đối rồi. Học tiếng Anh nhá, không học tiếng Việt đâu. Thế để tận 20 phút. Hay nhở? Có gì mà hay nhở? Để bãi luôn. Đúng không có thực hiện được E-press thì là gì cao. Bạn trình độ siêu cao đẳng. Đại cơm mẹ nó đâu? À đại học.
tiếng Việt đi. Tiếng Anh. Invest in man. Chính xác. Trời ơi, có luôn nhỉ. Đây rồi. Nhìn đón nhé. Làm rồi nha. 5 phút nữa. Khó quá. Sao kêu 5 phút? Đấy là kêu 5 phút. Ai kêu em kêu rồi. Phải là một trong số đó ấy. Em bảo 10 giây thì chậm. Không đơn giản đâu. Ngoài đấy. Xong chưa?
nha. Rồi, bắt đầu nào. Nào, bắt đầu từ Đức đi. Onload, on erode. Dùng để làm gì? Nào, các bạn tập trung nào, dừng hết lại, ai chưa xong cũng dừng lại. Những cái này nó rất là quan trọng. Chúng ta sau này làm giao diện mà không biết những cái sự kiện này là dở hơi đấy. Nào. Sự kiện này nhảm nhí vãi. Thấy có cần không? Thấy có cần thiết không? Lốt xong là lốt xong, cần gì phải thông báo. Tìm cái gì nó thực tiễn này. Ờ. Tức là nó tải xong một cái gì đấy thì nó sẽ nhận lên thông báo là online. Ví dụ như mình đưa vào trong một cái deep về một bức ảnh thì bức ảnh nó loát xong lên thì nó sẽ nhận lên thông báo nó xong cái bức ảnh rồi. Tôi thấy nó chẳng cần thiết gì cả. Ý là cái đấy nó tạo một sự kiện để thông báo khi mà mình loát xong cái gì đấy thôi, online. Ví dụ như này nhá, làm như này thì nó thông minh hơn này, bạn thấy nó thực dụng hơn này, chính xác. Như này à, ok, tôi code luôn nhá, cho cái ví dụ các bạn không cần phải code theo đâu. À, các bạn search cho, nếu mà cần thì search cho tôi cái từ loading sprint. Keep image. Chúng ta làm cái thằng đây, ví dụ thằng này chẳng hạn. Đây. Hoặc là kiếm cái thằng nào trắng đi, màu trắng đi. Đây màu trắng đây rồi. Được chưa? Tôi tải cái ảnh này về. Document này 1710 này, L11 này. Đây tôi để là loading nhá. Loading .png xong. Và .gif. Ok, tôi sẽ có như sau. Tôi có một cái thẻ div có style luôn. Position bằng absolute. Top 0. Top 0. Bottom 0, right 0 và left 0, background là màu trắng FF. Như này chúng ta có gì? Khi mà load trang này ra chúng ta có cái trắng tinh, đúng không? Trắng tinh. Sau đó chúng ta ở trong cái thẻ div này chúng ta sẽ có một cái thẻ img có src bằng loading.gif. Nó hơi lệch lệch đúng không? Take a line center. Rồi, xong. Được chưa? Rồi nhá. Bây giờ cái trang của tôi nó khi mà nó vào ấy, nó cần rất là nhiều những cái ảnh lấy từ bên ngoài về, hoặc là những cái nội dung khác ở đâu đấy tôi không biết chẳng hạn. Đúng chưa? Thì nó phải chạy những cái tác vụ rất là lâu, hoặc là tôi ngay khi đoạn này tôi có một cái script gì đấy. Phải chờ, nói chung là phải chờ, lấy dữ liệu từ chỗ khác về thì phải chờ nó tải về đến nơi đúng không? Đúng chưa? Thì tôi khi mà ngay khi vào tôi hoàn toàn có thể là có một cái onload gọi một cái sự kiện, là ở đây sự kiện của tôi sẽ là remove loading done function, loading done, ví dụ như thế này thôi. Ở đây tôi có cái div này là có một cái id, thì id nó là loading div, ví dụ thế, đúng chưa? Thì chúng ta sẽ có là get document.get element by id là loading div chấm css có nhỉ, có chấm style chấm display bằng none.
Cái này các bạn chưa được học DOM, các bạn chưa biết được, nên là không phải thắc mắc làm gì cả. Chờ tí nhá, tôi coi xem là nó có được, nó không được set display display style chấm display chấm bậc nặng chấm chấm remove. Rồi chờ tí. JavaScript, tôi không nhớ cái hàm đấy. JavaScript DOM style. Style.display bằng none là gì nữa? Loading deep này. Style display bằng none này. Set time out đi. Set time out. Trong này là một cái function. Đây là 2 giây. Như này. Được chưa? Không chạy. Không hiểu vì sao không chạy. À. Đây, onload chưa gọi hàng. Loading done, chưa gọi hàng. 1 giây, 2 giây. Được chưa? Đấy là một trong những ứng dụng. Đấy là một nhá, còn nữa. Ví dụ như này này. Ví dụ như này, đây là một cái ứng dụng thôi. Chúng ta còn có như này nữa. Ví dụ chúng ta muốn chúng ta có một cái công việc gì đấy. Chúng ta có một cái công việc gì đấy, ví dụ tôi viết ở dưới tôi có một cái đoạn script ở phía trên này nhá. Ví dụ tôi muốn thay đổi text của cái button này. Hoặc là set value cho cái thằng này ngay lập tức khi được load ra. Ví dụ như này. Tôi tạm thời comment này vào nhé. Đây các bạn coi này. Tôi có một thẻ script để đây. Tôi có cái document.getElementById là target. .value bằng hiện th. Trong này value của tôi có gì không? Không. Thấy gì không? Đây là chúng ta set value cho một cái thẻ input bằng JavaScript đúng không? Rồi, ok. Tôi bê cái này vứt xuống dưới. Có chạy không? Hỏi thế chắc chắn là không rồi. Vì sao không? Đúng rồi, vì script sẽ chạy trước và sẽ báo lỗi đây. Chính xác không? Đây này, cái này này. Value của null này. Đúng nhá. Thì là JavaScript được tải trước và nó tìm những cái thẻ HTML ở phía trước của nó. Chuyện này là chuyện bình thường thôi. Nhưng mà biết đâu đấy chúng ta có một cái đoạn script nào viết trước thì sao? Đúng không? Thế vậy thì chúng ta vẫn muốn set giá trị cho nó. Đúng không? Vẫn muốn set giá trị cho nó. Thì chúng ta phải chờ nó tải xong rồi đã. Rồi chúng ta mới làm gì thì làm. Thì chúng ta comment này vào. Được chưa? Sau 2 giây sẽ chạy. Đúng không? Thì đấy nó là cái ứng dụng chính của cái hàm onload này. Thường thường chúng ta sau này khi học jQuery chúng ta sẽ có một cái hàm là document ready function. Thì cái hàm này tương đương với cái việc là cái sự kiện onload này, nó chờ tất cả các thẻ trên trang HTML chúng ta tải về hết, bao gồm cả ảnh, bao gồm cả tất cả các tài nguyên khác, thì nó mới chạy những cái dòng JavaScript được viết ở phía trong. Hiểu chưa? Đến lúc đấy sẽ đảm bảo cho việc là cái trang của chúng ta nó sẽ không bị lỗi, bất biết là cái JavaScript viết ở đâu. Được chưa? Kể cả bây giờ tôi bê cái đoạn script này lên trên cái input, nó vẫn chạy bình thường. Nhấc cái này xuống dễ hơn. Được chưa? Đúng không? Vẫn chạy đúng không? Đấy nó mới là tác dụng chính của cái onload này. Xong chưa? Đã clear cái onload chưa? Có ai thắc mắc gì không? À, qua. Rồi tiếp đến hàm tiếp theo. Hàm tiếp theo là gì? Hàm gì? On erode. Rồi
cái này dùng để làm gì? Lỗi gì là lỗi gì? Lấy ví dụ gì các bạn dễ hiểu. Tôi thì tôi hiểu thôi, không phải giải thích cho tôi làm gì cả. Ví dụ như chẳng cho bác mà cái đường link đặt ảnh của mình tạo ra mình đưa một ảnh vào trong cái website không? Cái đường link đấy sai thì nó sẽ hiện lên lỗi là đường link của sau không được không ra cái ảnh. Nhằm nhí lại. Chẳng như biết cái text to vật vã bên ở trong cái ảnh. Ừ? Sao lại biết text nó sẽ hiện lên cho mình một cái overlay thông báo. Overlay à? Thông báo ở đâu? Lốt trang web thì nó sẽ thông báo luôn. Bật alert lên hả? Vâng, alert lên luôn. Ủa, thế vậy nếu ông ấy tưởng tượng một trang của ông nhá, nó có rơi vào tầm 50 cái ảnh, mà cái ảnh nào nó cũng lôi. Thế nên đây tắt alert đến Tết à? Ôi, dạy. Không được. Nào, tìm cái khác đi. Ok, cái vấn đề về ảnh này hợp lý. Sao? Nghĩ cái khác đi. Nào ai làm về phần Eros nữa nào? À, bạn gì nhỉ? Quên bố tên rồi. Thắng. Eros này thì sao? Quên mất là hai thằng cùng làm. Có ví dụ nào khác? Hai con vịt. Nào để ý này. Ví dụ như sau. Còn cách dùng thì không khó đâu nhá, cách dùng thì giống như này thôi. Được chưa? Chúng ta có như sau này. Ví dụ chúng ta có một cái ảnh to vật đây. Đúng chưa? Nhưng mà cái ảnh này vì một lý do nào đấy cái đường dẫn nó bị lỗi, không chạy. Nó không tải được. Đúng không? Nhưng mà chúng ta vẫn muốn cái trang của chúng ta nó đẹp đẽ ảnh này. Thì sao? Sẽ có một cái hàm JavaScript set cho tất cả các ảnh. Trong trường hợp cái ảnh này bị lỗi, chúng ta sẽ thay thế cái thuộc tính src của cái ảnh này bằng một cái ảnh default. Hiểu chưa? Nên là tức mình không có lớp mình một cái ảnh khác để chèn thẳng vào đấy. Để ví dụ đây nhé. Nào, ví dụ như sau. Ví dụ chúng ta có một cái ở đây ảnh là default image. Đây, ví dụ là cái ảnh này chẳng hạn. Đây tôi thích ảnh, những cái ảnh nào có nền trắng. Đâu, ảnh trước là mình có nền trắng, ảnh này nền nhờ nhờ mà. Nó khác nhau mà. Rồi chúng ta tải cái ảnh này về. Eros, default chữ img. Cái gì khó? Khó? Nhạc quê. Gato đúng không? Rồi. Ví dụ chúng ta có một cái ảnh img ở đây, có một cái img ở đây, được chưa? Chúng ta sẽ có src bằng loading chấm gif có width bằng 300 pixel, width bằng 300. Vậy đặt cho nó một cái id chẳng hạn bằng rrimg. Như này đúng không? Rồi bây giờ chúng ta load lên nó có chạy không? Có chạy đúng không? Nhưng nếu mà nhỡ tay tôi viết vào đây ghi f này có chạy không? Chết ngay đúng không? Đây xin lỗi các bạn chạy đây. Chết ngay đúng không? Đúng không? Nhưng mà nếu trong trang của tôi không muốn nó chết thì làm nào? Tôi sẽ có một cái sự kiện là on Eros, gọi là ở đây tôi sẽ để là function là rrimg đóng mở ngoặc truyền this vào đấy. Cái this là chính là cái thẻ nhá, cái this là chính là cái ảnh á, cho nên tôi có thể bỏ được cái id đi. Ở trong này tôi sẽ có cái hàm function rrimg đóng mở ngoặc element đây. Thì tôi sẽ có cái element.src bằng default trừ img.jpg như này. Được chưa? Khi ảnh bị lỗi thì
nó thay thẳng cái ảnh default vào trong. Cái này là cái gì ta? Lỗi gì đấy? À đây, nó báo lỗi này. Nó ra lỗi này. Đây là nó báo là file not found. Tức là cái ảnh này nó, cái file này nó không tồn tại. Đây là ảnh GIFF mà không tồn tại thì nó thay thẳng cái ảnh default vào đây. Được chưa? Đấy là tác dụng của cái on error. Một trong những cái ví dụ điển hình. Gì nữa? Làm gì nữa? Resize. Rồi, thắng. On resize. Ví dụ như này có gọi là resize không? Ví dụ theo ý bạn là nó đang to, mình thu nhỏ nó vào, hoặc nhập. Ở bên Windows của các bạn nó có cái bung to, bung nhỏ đúng không? Thì đấy là resize đúng không? Thế nếu mà như này có gọi là resize không? Có gọi là resize không? Kéo ra, kéo vào. Ôi giời ơi. Có không ấy, phải không? Cứ thử cái nhá. Đây on resize đúng không? Được chưa? Mỗi một lần resize là một cái ảnh. Đúng nhá. Thử nhá. On resize bằng resize FNC. Được chưa? Rồi, bây giờ coi này. Console.log. Thử cái nhá. Nhìn thấy không? Có chạy không? 56 lần. Ừ, tính theo số lần mình dừng lại. Mỗi lần mình nhấc lên. Bởi vì kéo, bạn không phải là bạn kéo thẳng phát được luôn đâu. Hiểu chưa? Mà mình sẽ có những cái độ chững nhất định, nó sẽ bắt được cái việc đấy. Được chưa? Đúng rồi, để ra alert nó sẽ ra liên tục. Thế hàm resize làm gì? Có nghĩ ra dùng làm gì không? Cả hai thằng dùng để thông báo. Ông xuất để thông báo vậy. Ví dụ hay nghĩ như này. Ví dụ như trong web của chúng ta, nếu mà trên desktop thì nó cần những ảnh lớn hơn, dung lượng to hơn, đúng không? Nhưng mà nếu biết đâu đấy ai thích dùng cái màn hình nhỏ thì sẽ tự động thay đổi cái đường dẫn thành những ảnh có dung lượng nhỏ hơn và phù hợp với màn hình di động hơn, đúng không? Được chưa? Hoặc chúng ta có thể là, ví dụ chúng ta đang chat, để không? Ví dụ chúng ta đang chat, nó giống như cái, nó giống hệt như cái việc là chúng ta làm responsive vậy, được chưa? Thì khi đang chat, ví dụ như bình thường chat Facebook các bạn là những cái tab đúng không? Được chưa? Nhưng mà khi mà resize lại nhỏ quá thì chúng ta thay đổi cái giao diện lại, thay đổi style lại, trở thành là không còn tab nữa mà chỉ có chat với một thằng duy nhất thôi. Đấy là kiểu làm tiêu cực, nhưng mà đấy cũng là một cái ví dụ. Được chưa? Đấy là on resize. Với JavaScript, những cái sự kiện như thế này chúng ta làm thoải mái. Xong, về hàm on load này, on erode này và on resize. Được chưa? Có ai thắc mắc gì không? Tiếp, nhớ nhé, ghi vào để sau này biết đâu đấy tôi ngứa mắt lên tôi làm, tôi bắt làm cái bài tập gì đấy, xong lại bảo cái sự kiện này thầy chưa dạy,
là ăn đòn đấy. Con trai anh đánh, con gái anh đánh. Rồi Trang. Sự kiện của Trang là gì? On trade, on gì nữa? Ok, on blur, on focus. Rồi. On trade là để làm gì? Nhảm nhí vậy. Thứ nhất, trả lời tôi cái on chain đấy nó dùng cho những thẻ nào? Nào, bạn nữ ngồi dưới nữa nào. Cứu bồ, cứu bồ. Cái gì? Select gì? Ờ. Tech là cái gì tech? Tôi chẳng có cái thẻ nào tên là thẻ tech. Tôi chỉ biết mỗi thẻ là thẻ tech area thôi. Input dạng tech. Input dạng tech area là cái dạng gì vậy? Nhiều dòng như thế. Ờ, đúng chăng? Không đúng. Thiếu cái gì nữa? Tôi thấy nó dùng được hết tất cả các thể loại type của check của thẻ input mà. Tóm lại nó sẽ sử dụng cho thẻ select, thẻ input và thẻ tech area. Những cái gì có trong trong gì? Form. Rồi. Ý theo ý của các bạn, rồi bạn bạn ngồi dưới tên là gì nhỉ? Bạn tên là gì? Ờ Hậu. Theo Hậu và Trang thì các bạn có đồng ý với tôi là cái vấn đề là cái sự kiện này nó sẽ chạy khi, nhớ nhá, nó sẽ chạy khi giá trị của các thẻ kia được thay đổi không? Lại không. Chuyên mà. Chuyên là thay đổi đúng không? Lại lại vầy vầy. Tôi chẳng hiểu cái động tác của cô là làm cái gì. Thẻ select bấm enter làm gì? Nào Hậu? Dạ vâng gì? Đây nhá, tôi đang phát biểu là cái sự kiện on-chain ấy nó sẽ được chạy, nó sẽ được thực thi khi giá trị của những cái thẻ vừa kể ở trên được thay đổi đúng không? Rồi, ví dụ thẻ select khi nào giá trị của nó được thay đổi? Giá trị trong đấy là cái giá trị ở đâu? Giá trị trong cái thẻ option. Tức là chọn một option nào đấy. Nó sẽ chạy cái sự kiện đấy. Nó sẽ thực thi cái sự kiện đấy, đúng không? Đồng ý không Trang? Quang? Không. Cái như nào luôn? Ví dụ trong cái 3 giờ hôm em thử cái này nhá. Ờ. Nó có 4 cái. Nó hiện luôn là select new car from the list thì nó hiện luôn ở cái bảng là chữ Audi đúng không? Ờ. Click vào anh chọn tiếp Audi không chạy đúng cái đấy mất là một option ở trong chính xác đi. Giải thích sao hả Hậu? Tiếp đi cứ nói đi. Nhắc nhở một lần nhé, lần đầu tiên này. Đừng bao giờ nói chuyện với tôi bằng những cái từ nó nhạy cảm như đấy, ấy. Nhá. Hãy nói chính xác những cái từ bạn muốn nói đi. Đừng nói với tôi những cái từ nhạy cảm như vậy. Và đừng bao giờ nói chuyện với tôi bằng từ địa phương. Tôi không hiểu được đâu. Rồi. Đây không phải Phùng Miền mà tôi không hiểu được. Không hiểu được làm sao mà dạy được.
Nào, như trường hợp của Quang nói là rất chuẩn đấy nhá. Có ai hiểu gì không vậy? Rồi, lưu ý này. Ok, không hành hạ nữa. Cái sự kiện on-chain cho đặc biệt cho select và option nhé. Được chưa? Thì mỗi một option của chúng ta là một cái value đúng không? Được chưa? Mỗi option là một value khác nhau. Được chưa? Sự kiện on-chain cho thẻ select nó sẽ xảy ra khi chọn một cái option có giá trị khác giá trị của select hiện tại. Được chưa? Bây giờ hãy thử như này nhé. Các bạn có một thẻ select có 5 cái option, tất cả option đều có giá trị như nhau. Chọn thử cái khác xem nó có chạy không? Không chạy được. Được chưa? Mà cái option được chọn ấy, nó bắt buộc phải là cái có value khác với cái thẻ được chọn hiện tại thì mới chạy được. Được chưa? Bởi vì chúng ta chạy cái sự kiện là on-chain mà. Chain là thay đổi đúng không? Bao giờ nó thay đổi giá trị thì chúng ta mới chạy được cái sự kiện này. Hiểu được một chuyện và hiểu sâu thì nó là chuyện khác đấy nha. Hãy lưu ý. Tiếp, Trang. Với thẻ input thì sao? Input take. Bây giờ vấn đề đặt ra là khi nào nó thay đổi? Khi gõ take mới vào. Thì chưa? Thế thì khi nào? Cái này đảm bảo nhiều bạn trong lớp không biết đâu, yên tâm. Khi nào? Chính xác, đúng rồi. Khi mà mình chọn một cái vùng khác, tức là out focus. Ví dụ con trỏ của chúng ta đang nhấp nháy trong này này, bất kỳ chỗ nào con trỏ đang ở trong thẻ input, được chưa? Thì không tính đấy là chain được, mà đấy là tính là sự kiện là on focus, được chưa? Thì khi mà chúng ta bỏ cái sự focus ra khỏi cái thẻ input đấy, thì chúng ta mới tính là on chain cho thẻ input. Nhấn ok, nhấn enter ấy à? Nhấn enter để nhớ lại. Nhấn enter thì thực ra là nó không cần đi làm focus out. Khi mà chúng ta có form nhé. Khi mà chúng ta có form và chúng ta đang để con trỏ ở bất kỳ một field nào nằm trong cái form đấy, chúng ta bấm enter không khác gì việc là chúng ta click vào cái nút button submit cả. Được chưa? Lúc đấy nó lại chạy cái sự kiện là submit của form rồi. Là cứ coi là out focus ra khỏi cái button, ra khỏi cái input. Được chưa? Ở đây tôi nhấn mạnh cái sự là out focus khỏi cái input thì là chain sẽ chạy. Rồi có sự kiện gì nữa hả cha? On blur. On blur là cái gì? Chữ blur viết như này đúng không? Rồi. Trông có vẻ mệt mỏi. Chưa tìm ra. Rồi, hậu. Thẻ on blur. Thứ nhất, sự kiện này xảy ra trong thẻ. Ok, giống như là on chain đúng không? Rồi. Cũng giống như select đúng không? Nó là out focus, sẽ xảy ra khi mà không còn focus vào cái thẻ đúng không? Thì sẽ được chặn, sẽ được fire. Tôi đâu
enter vẫn toán không biết ở trong cái gì trong trên thì như enter được. Ok xin lỗi các bạn, trên thì như enter được, tôi cũng nhớ lắm, cũng nhớ cái việc này. Rồi ok, on train thì enter cũng được nhé. Tiếp nào. Con gì? Con sẽ. Enter bình tĩnh. Bình tĩnh, bình tĩnh. Bây giờ chúng ta sẽ phải compare cái này làm trước đã. Rồi, Giang on select đúng không? Rồi, thẻ on select, à cái sự kiện on select này thì áp dụng với thẻ gì? Có lại input đúng không? Chắc là input mỗi 3 loại. Rồi. 3 loại là file text và password. File text, password. Có cho thẻ select không? Không. Thử chưa? Không ghi là thôi à? Bởi vì cái tài liệu nó cũ rồi, bạn phải thử. Nào chúng ta thử cho tôi cái on select cho cái thẻ select nào. Tôi thử cái nhá. On select. On select cho thẻ select. Được chưa? Đây như này. On select thì tôi sẽ console.log ra this.value. Ví dụ như này chẳng hạn. Thử nhá. Đây 1 2 3 4 này đúng không? Không chạy đúng không? Không xảy ra. Ok, thế là chúng ta loại bỏ được thẻ select. Thử on chain xem được nhá. Chạy đúng không? On train thì chạy, còn on select thì không chạy. Rồi. Thì thẻ on select này xảy ra khi nào? Select thì chọn vào cái vùng đấy. Chọn vào cái vùng đấy nhỉ? Chọn vào cái vùng text và vùng text hay là thẻ text? Thẻ text. Thẻ text, thẻ text là thẻ gì? Thẻ text. Text area. Ví dụ tôi set cái sự kiện on select này cho thẻ P được không? Vì sao? Nó không áp dụng được. Thử nhá. Thử coi nhá. Đây, phân tích rất là dài đúng không? Chúng ta thử này. Đây là thử để làm cho nó đúng, để cho chúng ta hiểu đúng, chứ không phải là thử để chỉ chiết ai cả. Được chưa? Rồi, reset. Có chạy không? Không chạy. Tức là cái ý tôi đang muốn trình bày là đúng không? Thế vậy thì nếu liệu có cái thẻ nào chúng ta nghi ngờ, cái sự kiện nào chúng ta nghi ngờ là bôi đen cũng được không? Ừ? Có cái gì? À? Rồi ok, tí tôi tìm cho các bạn cái này. Tôi đang nhớ nhầm đấy, tôi đang bị nhớ nhầm là cái thẻ select là nó bôi đen này cũng được. Rồi ok. Thế vậy thì chúng ta sẽ sử dụng là thẻ gì? Ví dụ thẻ take area có được không? Như này nhá. Ở đây là cái on train đúng không? À, on select đúng không? Rồi đây, category tôi cho to nó ra. Đây. Ví dụ tôi bôi đen chữ trong này. Hay là như nào?
không chạy. Bôi đậm, bôi đen, chúng ta bôi đen thì nó sẽ chạy. Nhìn thấy không, nó chạy này, selected đây này, phải bôi đen nữa thì nó mới chạy, còn không bôi đen thì không chạy đâu. Đây, chúng ta bôi đen bất kỳ đoạn nào, được chưa? Ví dụ tôi thử Katuna là chọn hết thì cũng chạy, được chưa? Rồi, và cái việc này xảy ra tương tự với thẻ input. Thẻ gì nữa? À, sự kiện gì nữa? Rồi, on submit, bạn ngồi trong và bạn đứng ngồi trong. Đây là gì? Thủy. Gian thủy. Hai đứa đều liên quan đến nước. Thì thiếu một đứa tên Mai. Rồi. Dùng cho thẻ gì? Form. Rồi, bây giờ sao? Cái sự kiện on submit rất là đặc biệt. Khi mình ấn submit, khi nào mình ấn submit? Sự kiện submit xảy ra khi mình ấn submit, đúng không? Nhưng mà như thế nào là mình ấn submit? Rồi, ra. Anh Hùng cứu mỹ nhân như thế nào? Ấn vào đâu? Button hay là bấm cái gì? Button submit. Tôi không bấm button, tôi bấm enter thôi. Enter. Ừ. Thì khi cái hành động mà để gửi dữ liệu lên thì nó thì nó chia chia nhận thì nó sẽ thích thì thông báo ra alert. Thích thì thông báo ra. Như nào mà thích? Thì không thông báo ra alert thì dữ liệu vẫn gửi lên. À, ok. Thế vậy thì cái này dùng để làm gì? On submit dùng để làm gì? Nếu mà người dùng thì nếu mà thành công thì báo cho họ biết. Người thành công thì báo cho họ biết. Nó cũng chẳng cần biết làm gì cả. À. Không giải thích được đúng không? Đây như sau. Cái hàm on submit này dùng cực nhiều, cực kỳ nhiều luôn đấy, chứ không phải là nhiều bình thường đâu. Lưu ý này, giống như Giang và Thủy nói. Cái hàm on à, cái sự kiện on submit nó sẽ xảy ra khi chúng ta gửi dữ liệu từ form đi, gửi đâu tôi không quan tâm, được chưa? Có thể gửi là chính trang hiện tại hoặc gửi sang google.com được, được chưa? Sau này chúng ta sẽ có những cái form đăng nhập này, form đăng ký này, form tạo những cái thông tin cho hệ thống của mình thì chúng ta sẽ cần sử dụng cái form. Và cái sự kiện khi mà chúng ta gửi dữ liệu đi thì là cái hàm on submit sẽ chạy. Tuy nhiên vì sao tôi nói đây đặc biệt, đó là chúng ta hoàn toàn có thể dùng JavaScript để hủy cái việc gửi đi. Thấy chưa? Và cái việc và khi mà hủy ấy thì trong trường hợp nào chúng ta sẽ hủy khi những cái dữ liệu chúng ta insert vào trong cái form đấy nó bị lỗi thì chúng ta sẽ hủy nó đi. Thấy chưa? Ví dụ đơn cử như là cái tài khoản và mật khẩu, đây là form login. Đúng không? Trong trường hợp chúng ta không điền cái gì vào đây hoặc là không điền một trong hai, được chưa, thì cái form này nó có thỏa mãn không? Login thì phải có cả hai yếu tố này mới login được, đúng không? Thì chúng ta có thể dùng JavaScript để chặn cái việc gửi dữ liệu từ form lên phía server lại, được chưa? Và hiển thị lỗi ở ngay bên dưới như này, đây là điều bình thường, được chưa? Và vì sao chúng ta phải chặn? Thực ra nếu mà chúng ta gửi dữ liệu lên đến server thì nó vẫn cứ phải validate bình thường. Tuy nhiên nếu mà chúng ta chặn ngay ở dưới này thì nó sẽ giảm được cho server, chứ là giảm cho hệ thống của mình được một lần gửi dữ liệu đi và trả dữ liệu về, đúng không? Nó sẽ làm giúp hệ thống mình giảm tải cái lượng request, nó tốt hơn cho hệ thống, được chưa? Thì cái việc mà kiểm tra dữ liệu và hiển thị lỗi nếu có, cái việc này người ta gọi bằng cái tên là validate, xác thực dữ liệu.
Được chưa? Tôi sẽ tạo ra hẳn một cái form mới. Đây là on submit .html. Cái thằng này rất là quan trọng nha, lưu ý. Ví dụ chúng ta có một cái form, chúng ta gửi dữ liệu sang http://google.com method get đúng không? Như này. Ở trong này chúng ta có một cái input text nên name là username. Như này. Chúng ta bây giờ chạy cái file này là on submit đúng không? Rồi. Bây giờ không có button submit đâu. Tôi bấm enter nó có chạy không? Chạy bình thường đúng không? Rồi, ok. Bây giờ tôi làm cho các bạn cái trò là tôi không cho phép. Bây giờ tôi cứ bấm enter là nó sang đây đúng không? Đúng không? Cứ trỏ enter, trỏ chuột đây, bấm enter là sang bên kia đúng không? Bây giờ tôi chặn lại nhé. Tôi chặn lại cho các bạn coi này. Return false. Được chưa? Thử cái. Enter rồi đấy. Không đi. Chạy thì có chạy nhưng mà không đi. Được chưa? Rồi. Thì ở đây chúng ta lưu ý này. Cái on submit này thường thường người ta sẽ dùng với cái từ khóa là return ở trong cái đoạn string ở trong này. Được chưa? Thực tế ra cái đoạn string này các bạn có thể viết được nhiều dòng JavaScript nhá. Cái việc on, sự kiện on này này, nó giống với cái style ở trong CSS. Trong HTML nó có thuộc tính style đúng không? Là để giúp chúng ta làm gì? Viết code CSS vào đấy, đúng không? Thì với on gì đấy ở đây của chúng ta thì chúng ta có thể viết được rất là nhiều dòng code JavaScript vào đây. Được chưa? Thì ở đây khi mà chúng ta gọi cái sự kiện on submit thì chúng ta return false. Tương đương với việc là chúng ta trả ra cho cái form này, cái hành động này là không cho phép. Được chưa? Tức là nếu mà chúng ta return false, nhớ nhé, cái giá trị nhận được là false. Được chưa? Thì tương đương với việc chúng ta quyết định là cái hành động submit này không được phép diễn ra. Được chưa? Ví dụ như kiểu là bạn bắn bom nguyên tử chẳng hạn, đúng không? Cứ từ từ, chưa xong. Chúng ta còn chuyển cái này ra hàm cơ. Tôi đang muốn nhấn mạnh vào cái phone này này. Được chưa? Cái phone này là cái gì? Cái giá trị đúng không? Hôm trước có một bạn sinh viên cũ của tôi hỏi tôi một câu rất là hay. Nói thật là hay luôn đấy. Thực ra thì nó hỏi hơi ngu, nhưng mà mình cũng có thể hỏi đấy là hay rồi. Ví dụ như này, nó hỏi tôi, nó thắc mắc như này. Vẫn cái form này, nhưng mà nếu mà như bình thường chúng ta hiểu ấy, như các sự kiện khác thì tôi hay nhét thẳng hàm vào đây đúng không? Đúng chưa? Mở cái trang trước là thường là tôi viết thẳng hàm vào đây đúng không? Nếu trong cái hàm, ví dụ hàm A này, tôi viết vào đây là return phone. Return phone. Ví dụ nhé, tôi được rồi, tôi demo thẳng luôn cho nó nhanh. Ví dụ ở đây tôi không return phone như này nữa. Đúng chưa? Mà tôi gọi cái hàm là check submit validate đi. Như này nhá. Ở dưới này tôi tiến hành là script. Đây là function validate. Tôi chẳng làm gì cả, tôi vào return false. Được chưa? Theo các bạn, nếu tôi viết như này nó gửi dữ liệu đi không? Bởi vì chúng ta đang hiểu ở đây là cái vấn đề là chạy một hàm đơn giản, đó là bê toàn bộ cái mớ code đặt vào chỗ kia đúng không? Đúng chưa? Rồi, thử nhá. Đi. Đúng chưa? Nhưng mà nếu tôi viết vào đây là return cái validate này, reload chat, không đi. Zip nào? Ví dụ tôi ở đây sẽ là thay cái này, chuyển vào đây là zip đúng không? Đúng chưa? Thì ở đây là sẽ là cái gì? Đây là element. Đây là cái thẻ đúng không? Rồi, ok.
tôi sẽ là viết gì vào đấy? Zip bằng phone à? À quên, element bằng phone chứ, xin lỗi. Này đúng không? Sao? Ở đây là gì? Vấn đề ở đây là gì? Ok, dẹp cái thằng Đức đi nhá. Thằng này nó vớ vẩn thôi mà. Lưu tiêu. Đây, như thế này thì không đi đúng không? Rồi, ok, ghi nhận. Ví dụ, nếu tôi viết như này, tôi thay cái việc này bằng phones. Đố bạn biết có chạy không? Đố bạn biết như này có chạy không? Có chuyển đi không? Rồi, thử nha. Đúng chưa? Được chưa? Ok nha. Tức là bây giờ là chúng ta đồng ý với nhau là nếu mà viết on submit bằng phone là không chạy đúng không? Được chưa? Thế vậy thì lại lật lại vấn đề. Nếu mà thằng này return phone, đúng chưa? Hàm này là hàm gì? Hàm có return đúng không? Tức là khi mà các bạn gọi thẳng cái hàm này vứt vào đây, bây giờ kết quả có khác gì so với lúc nãy? Có khác gì không? So với việc tôi viết thẳng cái chữ phone vào đây có khác gì không? Giống nhau đúng không? Đấy là lý do vì sao nó không chạy. Đấy là lý do vì sao nó chạy. Được chưa? Khi mà sự kiện xảy ra các bạn nhét vào đấy một giá trị, nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Được chưa? Và chúng ta sẽ chỉ chạy được khi sẽ chặn được cái sự kiện gửi dữ liệu này đi khi mà cái sự kiện này return ra một giá trị, nhận một cái, có nghĩa trả về quyết định hành động. Được chưa? Khi mà chúng ta viết vào cái on submit này là cái kết quả của cái việc quyết định cái hành động đấy có xảy ra hay không thì nó mới chặn được, bằng cách là viết thêm cái từ return vào đây. Return cái hàm kia đúng không? Tương đương với cái việc là return cách kết quả trả ra của cái hàm này. Đúng chưa? Thì nó mới chạy. Như lúc đầu tôi nói với các bạn là nếu return phone tương đương kể là tôi không cho phép cái form này gửi dữ liệu đi. Đúng chưa? Cái này, thế tôi mới bảo là cái câu hỏi này rất là hay. Hay ở chỗ là đa phần mọi người không biết. Được chưa? Từ sau khi mà với on submit này, nhớ luôn luôn là khi kèm với cái return. Được chưa? Rồi tiếp này. Đây là thực hiện cái việc là validate này. Chúng ta sẽ có một cái thẻ span. Ở đây có style bằng color 2.red. Đây là ID của cái username error. Xong chưa? Chúng ta sẽ có thể như sau. ID username. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ có như sau. Chúng ta sẽ có là đây là var username bằng document.get. Get gì? Element by ID là username.value đúng không? Thông chưa? Và chúng ta sẽ có một cái biến là biến chính là cái thẻ span này. Var username error element bằng document.get element by ID là string này chấm inner text bằng string rỗng. Bây giờ if
cái username chấm username này bằng string rỗng thì chúng ta sẽ tiến hành cái username error element chấm inner text bằng vui lòng điền tài khoản và tiến hành là return false, còn không thì mặc, được chưa? Chúng ta thử xem nó như thế nào nhé. Wow. Element à đây nhầm, viết nhầm. Được chưa? Chúng ta để cái này có quay không? Xem nhá. Tôi load lại. Nếu mà cái này quay, tức là nó gửi request đi. Có quay không? Viết text vào đây. Đi đúng không? Rồi. Cái việc chúng ta vừa làm ấy, chúng ta để chúng ta vừa làm cái gì? Đầu tiên tôi có cái gì đây? Chính xác. Lấy giá trị của thẻ input có ID bằng username. Tiếp theo làm gì đây? Có cái chữ chấm value nào không vào giá trị? Khai báo. Đây là xác định cái thẻ spend này bằng ID của nó. Đúng chưa? Gọi gì? Bạn gọi cái gì ra? Tôi xác định cái thẻ cơ mà. Nó chính là cái này. Ừ. Không, gán cái thẻ vào cái biến. Được chưa? Yên tâm, mấy nữa các bạn học DOM thì các bạn sẽ biết được, hiểu nó cái đoạn này. Tiếp theo cái đoạn này. Đây là cái username error element này, nó tương đương với cái thẻ spend này đúng không? Inner là gì? Bên trong đúng không? Text là gì? Chữ. Chữ bên trong cái thẻ, tức là đây, chữ ở đây này. Đây là tính là bên trong đúng không? Thì cái chữ này nó bằng rỗng. Tiếp theo, nếu, đây nếu đúng không? Nếu username bằng rỗng thì cái gì đây? Cái thẻ spend sẽ được gán cái giá, cái text ở trong, inner text là text ở trong bằng cái đoạn text này. Đúng chưa? Sau đó, return false. Đúng không? Hết phim. Còn nếu mà cái username này khác rỗng thì sao? Thì nó pass qua. Vậy đó. Được chưa? Sau này chúng ta sẽ phải làm quen rất là nhiều với cái việc validate dữ liệu như thế nào. Thấy làm web mệt không? Mệt bình thường, yên tâm, sau này những cái này nó có thư viện hết rồi, không phải viết đâu. Chỉ đặt rule vào thôi. Cái gì? Không phải viết lằng ngoằng như này đâu. Đây tôi muốn các bạn làm quen với cái việc xử lý sự kiện cũng như là xác định các thẻ thì mới phải viết khổ sở như này thôi, sau này có những cách viết rất là ngắn, không phải lo đâu. Rồi, thế là chúng ta xong cái sự kiện on submit rồi đúng không? Có ai thắc mắc gì nữa không? Tiếp, sự kiện gì nữa hả Giang? On search. Rồi, sự kiện on search dùng cho những thẻ gì? Hồi sau nữa. Hả? Ờ rồi, sao nữa? Sự kiện đấy xảy ra khi nào? Ấn enter. Thế nếu mà tôi ấn enter, cái thẻ search ở trong form sao? Ừ. Thế là gì, cái thẻ của bạn có tác dụng gì? À, cái thông tin của bạn có tác dụng gì? Nó vẫn lên giá trị của cái thẻ search đấy rồi. Tức. Đây nhá. Tức là ở đây
Nếu mà trong cái form của tôi có cái sự kiện submit và cái input này có time bằng search và tôi viết cái sự kiện là on search cho cái input này thì khi bạn bấm enter là cả hai sự kiện đều xảy ra đúng không? Hay là một cái nào? Nếu mà thầy select vào cái insert cái vùng insert cái input insert thì enter thì nó sẽ chỉ chạy insert thôi. Nếu mà để tổng insert thì... Không, tôi đang muốn nói là cái vấn đề bạn đang nói là tôi đang để cái con trỏ chuột ở cái thẻ input type bằng insert đó. Thì em nghĩ chỉ chạy insert đấy thôi. Chắc chắn không? Rồi, thử nha. Tôi chỉ đơn giản thay cái này bằng insert thôi đúng không? Và đây tôi có cái sự kiện là on search. On search. Không có này. Đây đúng không? Biết này đúng không? Đây là input. Rồi thử console log đi. À, viết JavaScript. Search rồi. Như này đúng không? Rồi, ok. Còn cái thằng này tôi sẽ lốc lại cái gì đấy, đằng nào tôi cũng return phone thôi để kiểm tra cho nó có chạy không mà. Console log là submit rồi. Như này có được không? Sao có được không? Rồi xem nó chạy cái nào nhá. Thế vậy thì kia, thế vậy thì ở đây cái hàm submit và cái hàm search thì cái nào to hơn? Hai thẻ cũng vậy thôi mà. Nếu tức là bạn đang thắc mắc là cái bạn để con trỏ chuột ở cái thẻ input và password đúng không? Hai thẻ hay 50 thẻ nó cũng đều chạy cả. Nhưng mà để ý này, hai thằng này viết cùng như này, nhưng mà tại sao lại chạy submit chưa? Đấy. Tức là form được ưu tiên hơn. Cái dòng to hơn thì ưu tiên hơn. Trên dưới. Trên dưới. Rồi ok, công lý. Thế vậy cái con search này có tác dụng quái bởi vì bấm vào nó submit bố lên rồi. Tức là không trong form. Hay là như nào? À, search thường thường người ta để trong form mà. Thế nó khó. Lưu ý này, lưu ý nhá. Bây giờ nếu cái thẻ search không để trong form thì tôi đồng ý với bạn. Cái thẻ input time search ấy không để trong form. Được chưa? Tôi đồng ý với bạn là nó sẽ chạy cái sự kiện là on search kia. Được chưa? Thế nhưng mà nếu mà thẻ input time on search mà nó không nằm trong form thì bấm trong search thì gửi dữ liệu đi đâu? Đúng không? Form nó gửi dữ liệu mà. Bây giờ không có form thì gửi dữ liệu sao? Mà nếu cho vào form thì thẻ input search mà lại không có tác dụng gì cả. Đang. Cay nhỉ. Nó cũng không để return phone ở mặc định ở form được. Mình đang nghe cái gì đây? Hả? À? Cái gì chạy sau 30 giây? Cho cái form chạy sau 30 giây. Bắt người dùng người ta chờ 30 giây. Biết là bao nhiêu giây? Bạn biết, bạn trả lời cho tôi là cụ thể là bao nhiêu giây?
Còn kia bị ngu hết rồi. Rồi ok. Này nhá, lưu ý. Cái sự kiện on-search này đồng ý là nó sẽ chỉ chạy, nó sẽ hoạt động hiệu quả khi mà cái thẻ input type của search nó đứng của mình. Còn tôi nãy giờ tôi đã hỏi các bạn là cái việc là nếu mà tôi để cái form nó có cái sự kiện nó submit thì đấy chỉ là đánh đố thôi. Bởi vì chúng ta có rất là nhiều cách để gửi request đi một chỗ khác không cần sử dụng form. Cụ thể như này. Ví dụ cái hàm return này tôi luôn luôn trả ra phone nhé. Ở đây tôi sẽ có gọi một cái hàm khác. Đây là search fnc này đúng không? Tôi hoàn toàn có thể làm được cái việc như sau. Lại set tham áo. Ba giây luôn đi cho nó nhiều. Window chấm location chấm address bằng http hay chấm sược sược đông nam, tranh thủ khoe trang vừa làm, media chấm com chấm vn. Rồi thử nhá. Được chưa? Cái gì vậy? Gì mà sell lên top ấy? Được chưa? Chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng JavaScript để điều hướng website của mình, chuyện bình thường. Được chưa? Chứ không nhất thiết là cứ phải submit form đâu. Trông mặt đần thối. Yên tâm, sau này sẽ hướng dẫn các bạn cái phần Windows này. Hiểu làm sao được? Hiểu được mới gọi là có vấn đề. Hiểu được mà còn đi học nữa thì mới có vấn đề. Rồi ok, xong cái sự kiện của Giang Quang. Ôi còn một rổ đằng sau kìa. Nãy giờ mới xong được 9 sự kiện. Rồi nào. Thôi rồi, tổng kết lại một chút này. Có khi hôm nay sẽ được nghỉ sớm để cho chúng ta về tiêu hóa bớt cái sự kiện này đi, chứ không phải là quên đấy. Tôi ngày xưa học cái phần sự kiện này vất vả lắm. Bởi vì tôi có học quái đâu. Làm đến đâu đi search đến đấy. Tôi thề với các bạn luôn. Đợt tôi đi làm ấy, tôi phải làm việc với giao diện. Thực ra từ lúc tôi bắt đầu đi làm ấy, từ những cái bước đầu tiên ra ngoài trường, ra ngoài trường đi làm ấy, thì toàn vào những cái team để làm từ A đến Z, từ trên dưới. Có mỗi cái phần giao diện là có thằng dựng cho mình rồi. Còn sự kiện của JavaScript này, xử lý JavaScript này, code PHP này, code Java, code C# này, rồi thì xử lý dưới database là tôi phải làm hết. Cho nên cái gì tôi phải sớm. Thầy cô Java. Hả? Thầy cô Java hơn bạn. Lâu lắm không có Java, phải đến 3 năm rồi có Java. Ngày xưa tôi có Spring, Scala. Là lâu không biết, quên đi. Rồi, bây giờ chúng ta đi qua những sự kiện gì? On load này. On erode này. On resize này. On train. Lưu ý một cái nữa. Cái on train này á, chúng ta có thể dùng, đặc biệt là dùng với cái hàm input. Input train box nhé. Input train box. Yeah. Mấy đứa học đến đo, tôi có một bài là rất hay phần này cho các bạn. On gì nữa? On select. On. Thế nhưng còn thiếu cái gì của trang on blur, on blur và focus. Gì đó. On submit. Gì nữa hả Giang? On submit. Những cái này là bắt buộc phải nhớ. Biết vì sao? Không phải là hay dùng, mà là sau này á,
chúng ta không phải viết như thế này đâu, không phải viết cho on để vào đây nữa đâu, không phải viết nhiều nữa đâu. Và sau này jQuery nó sẽ giúp chúng ta, nó có cái hàm là ví dụ hàm đô la nó mở ngoặc đây selector.on, chúng ta ví dụ on load, chúng ta bê cái load để cất lên đây, loại bỏ on này đi bởi on chấm đó. Đây là chúng ta thay cho cái việc là viết cái sự kiện này, ví dụ như tôi có cái sự kiện là on chain cho tất cả từ input đúng không? Thì bây giờ nếu mà với những cái gì chúng ta học thì chúng ta phải làm sao? Viết cái on chain vào tất cả từ input đúng không? Làm thế nó hơi bị ngu. Đúng chưa? Thế vậy thì chúng ta bây giờ chúng ta hoàn toàn có thể là viết đô la input on chain phải đây là cái callback. Như này tương đương với việc là chúng ta set cho tất cả các thẻ input lắng nghe cái sự kiện là on chain, khi tất cả các thẻ input có sự kiện on chain thì đều chạy cái code nằm trong hàng callback này. Chúng ta chỉ biết một lần là áp dụng cho tất cả các cái thẻ selector thì nó ngắn hơn rất là nhiều, được chưa? Mấy đứa sẽ được học, yên tâm, còn nhiều thứ các bạn cần phải học lắm. Rồi bây giờ cho 5 phút để tiêu hóa cái mớ này, xem có tiêu hóa nổi không? Không nổi thì sẽ phải dừng lại, còn nổi thì sẽ dí nốt cái này để cho về. Bị đuối á? Cái này ít dùng nhưng mà cũng sẽ có những trường hợp phải dùng, mà đã dùng là sẽ là khó. Thằng này cũng hay dùng, thằng này thì chúng ta những cái trang mà cần tinh tế cũng cần phải dùng. On load thì dùng liên tục, on train thì ít, on select ít, on blur ít, on focus có, on submit nhiều, on search ít. Thực ra học hết một mớ nhưng mà dùng không nhiều đâu, mà dùng khoảng 5-7 cái. Nhưng mà vẫn phải biết để sau này nhớ là trong JavaScript nó có hỗ trợ những cái gì. Biết đâu đấy. Có, tôi có ông anh đi phỏng vấn ở F-Shop ấy. Ông ấy thì master về về giao diện rồi. Nó hỏi câu là theo em HTML5 là cái gì? Là công bỏ HTML5. Theo em HTML5 là cái gì? Theo em ông không biết tài khoản đi về. Mình cũng chẳng hiểu câu hỏi đấy hỏi mục đích gì cơ. Thực ra HTML5 nó chỉ là một cái chuẩn mới của HTML và nó cung cấp các thẻ mới cũng như là các cái tính năng mới cho trình duyệt, ví dụ như kiểu local storage, session storage và làm nền tảng cho CSS3 hết đó. Mình chỉ trả lời được đến thế và dừng lại đấy, chứ tôi cũng chẳng trả lời được hơn. Bao nhiêu vẫn trả lời lại và vẫn tặng thế cái gì mình chẳng hiểu mục đích câu hỏi là gì. Chắc là không muốn nhận hỏi cho vui, còn đấy cũng cười cả thì rồi, đọc lại một lượt đi. Tốt nhất là các bạn cứ nghe lời tôi, cứ viết vào giấy. Các bạn thì không đọc được, viết là viết vào giấy. Rồi nó sẽ có cái ý thức ở trong cái đầu chúng ta. Không, khi mà tất cả các thẻ đã được tải về phần xong thì sự kiện on load sẽ chạy. Tương đương với tài nguyên tải về xong on load sẽ chạy. Tôi làm lâu lên nhé, nhẹ nhẹ. Thì ngay khi vào trình duyệt nhé, ngay khi vào trình duyệt tôi bê một cái thẻ to vật vã chiếm hết toàn bộ trang, cứ để cái ảnh quay đấy là có thể là ta đang đi tải đấy cho mày, đúng chưa? Sau khi cái mớ tài liệu chạy xong hết rồi thì mình mới tắt cái thẻ đi, đúng không? Đấy chỉ là cái thủ thuật che mắt thôi. Nhưng mà cách này hay dùng. Và đặc biệt các bạn rất là hôm trước tôi đi phản biện một cái lớp về lớp dự án 2 với mobile, bọn nó rất là hồn nhiên, có thằng nó làm cái app tức là app dạy để học cho trẻ con, dạy đến chữ này rồi dạy thì con vật các thứ kiểu này, sau bật app lên, app là khá đẹp, bật lên để cái kít cái chữ tên thương hiệu của nó để trên màn hình giống như Facebook ấy, khi các bạn vào nó để cái hình chữ F ở đây khoảng mấy giây sau nó mới chạy tiếp đúng không?
bố ấy cũng bây giờ thì có thể đúng 2 giây bình ngoài bạn để cái app của bạn có dùng internet không? Không, app em chạy cái tất cả đại diện trong app hết. Thế sau rồi thì chơi sau rồi mình hỏi là cái app bạn không dùng internet thì tại sao lại để cái logo đấy tận 2 giây làm phiền người dùng? Em thích em để bất tài quảng cáo lỗi là ruột. Người ta không phải tự nhiên người ta để đấy đâu, mà là người ta làm cái gì người ta cũng có tính toán hết. Lúc nãy em tính đấy là intro. Intro thiếu đi chỗ. Và menu intro được mà. Tại sao phải để intro ở ngoài đấy? Lúc đi cần kết nối internet thì chờ lại là nguyên về thì ok. Intro kiểu để cho vui. Nên là mấy cái sự kiện này còn chưa quay lại các bạn đâu. Cái học cái này có lợi đấy. Ở trường đúng dạy một cái online hết, không dạy gì hết. Ôi gì? Chị nào cái này? Hả? Chị nào em có học cái này đâu? Dạ. Thì thế cứ bảo ở trường không được học đâu. Có web là sao? Dạ là. Dạ là web là GFP Service à? Chắc này là học trường không đấy. Đôi nghi là thế. Ngày xưa tôi có cái môn event Java là cũng học về Java web Service JSP. Thì JSP nó có code nó khá là giống với PHP. Nó có mấy cái thẻ mở. Nó bắt đầu đoạn nào là đánh dấu là dịch chỗ đấy cái gì. Còn lại là giao diện hết. Hay thế. Có thể WordPress WordPress nó là một dạng CMS, Content Management System. Đó, code là team còn code được, nghĩa là sửa code mấy cái dòng vương vẩn. Nếu bạn có sửa code thì bạn sẽ sửa được. Còn nếu bạn dùng cái của nó ấy, thì bạn chỉ sửa CSS và JS thôi. Cái gì? Hỏi cái gì vậy? Hỏi lại nữa. Thế mình tự tạo ra một cái team để dùng. Được. Sao không được? Code ra thì cái gì mà chẳng code được. Học đi. Lên YouTube search. Đó. How to make WordPress team. Team lắm được rồi thì này có nhiều cái như thế không hay là như nào, tôi vẫn không hiểu ý bạn.
không có mới. Mục đích của bạn là gì? Mục đích bạn biến cháy là gì? Mục đích của bạn đến với sử dụng WordPress để làm gì? Thứ nhất, để bán hàng, hoặc để học, hoặc để biết cho vui. Thế là mục đích của bạn là gì? Để học là gì? Để học thì tự đi vào cốt đấy là đẹp nhất. Để học nó lại còn dùng của thằng khác thì phải làm gì? Nhưng mà tặng vô bản là đây cũng hai loại này. Từ thì hai loại đấy các bạn này. Từ cốt mình dùng cái để khó sát. Khác chứ? Khác một trời một vực luôn chứ. Dùng cái khó sát thì nó phục vụ mục đích kinh doanh và mục đích đối phó người khác khi người ta kiểm tra. Còn nếu mà mình tự già thì sao? Mình tự cũng được một người mình, sau này đi phỏng vấn. Rồi, đấy cũng công ty một cái trang web của cái người làm ra là mình nhá. Mình sử dụng. Ôi nhiều chớ. Ví dụ bây giờ nhá. Bây giờ ví dụ tôi cho một cái bút này. Ông cứ cầm đi thi đâu cũng sẽ được 10 điểm. Ông có dùng không? Nhận kèo. Có nhận không? Cho em sẽ thi rồi. Nhưng mà sau 2 ngày tôi thu lại cái này khoảng đâu phải trả được 100 đô một lần dùng. Dùng không? Vẫn dùng. Sau 2 lần thôi. Hoặc là nếu tôi đưa cho Facebook này nhưng mà đi thi không chỉ được 5 thôi, đi thi chỉ được 5 thôi nhưng mà dùng miễn phí. Nếu ông trả tôi khoảng 50 đô một tháng, ông sẽ lên 7. Trả tôi 100 đô một tháng, ông sẽ lên 10. Chơi nào. Hiểu vấn đề chưa? Thế thôi. Có những cái công ty làm plugin về WordPress hoặc là những cái ứng dụng để tích hợp các cái nền tảng CMS, có những công ty doanh thu hàng triệu đô một thật mà. Trước thằng sinh viên cũ của tôi đang làm công ty như vậy của Việt Nam rồi. Thì Việt Nam có nhiều công ty làm về plugin được team cho WordPress, Magento, những cái nền tảng CMS có sẵn, ví dụ như kiểu là Breakbeat này. Breakbeat là chuyên viết plugin và viết team cho WordPress. Công ty ấy như là có giải văn phòng đẹp nhất Việt Nam năm ngoái, năm 2016 rồi. Tôi nhớ không nhầm là thế. Công ty này nó tham gia chủ yếu là để marketing. Rồi thì Zoom Lab là một trong những cái công ty đi đầu trong việc là viết các cái tính năng cho các cái CMS. Công ty đấy lâu đời lắm rồi đấy, lâu đời cực kỳ, mười mấy năm rồi. Rồi thì gì nữa nhỉ? Về Magento thì Việt Nam có Smart OSC nổi tiếng. Magento là nền tảng cũng là CMS nhưng mà nó chuyên về thương mại điện tử, nó chuyên về thương mại điện tử luôn. Và dùng cái đấy, cái bọn Magento nó có hệ thống chứng chỉ khá là chặt chẽ và cũng có giá trị phết. Chúng ta là các bạn cũng có tìm hiểu qua đấy, không đến mức rốt nát quá. Rồi, thế vậy thì hôm nay dừng ở đây nhá. Chứ không về khẩu quả được ma, chê mất. Mà sắp Noel thì lớp mình có khi hôm nào tổ chức tổng kết cuối năm phát. Vâng, sao thế? Nam ngư còn được. Sang tuần sau đi. Thứ ba tuần sau có ai bận không? Ngồi thứ ba tuần sau. Tối thứ tư. Không. Đi học thêm mà. Thế vậy thì học đến khoảng 8 giờ. Rồi kéo nhau đi nhỉ? Vâng. Thứ ba. Có học từ nhờ thầy đi Sapa mà thầy. Thầy bảo thầy đi Sapa. Quên. Thầy đi bận nhầm. Nhầm to. Hai năm, hai năm. Đi Sapa đến Thái Long đi sao? Nhưng mà tôi không biết, tôi không dám chắc là sẽ về sớm. Nếu về sớm thì tôi sẽ đi dậy. Còn nếu mà về muộn thì dậy. Tôi chỉ sợ giống như năm ngoái thôi. Thầy về muộn chắc là thầy về chốn luôn. Còn này muốn đi thi đấu này. Có em rồi, có anh, có em. Trời ơi. Ở lớp này có đứa nào không không? Tôi không thấy anh học. Thầy ra tay ra nào. Trang có gấu chưa? Có gấu rồi. Có gấu rồi.
không, nhưng mà về đến tà độ thăng long, về gần đến nhà đổ xe nổ lốp, ô tô xe ô tô nổ lốp, tức là phải chờ xe thăng long nó điều lên nói về cái bảy là hơn về nhà đèn. Thôi là mày thôi. Thôi rồi, ok. Lần thứ hai tôi sẽ nghỉ.